Xin chào tất cả mọi người. Ê. Hôm nay bắt đầu chuyến hành trình đi chơi bời sau Covid của Vèo. Mình bắt đầu lên taxi để ra sân bay Nội Bài. Đường Phạm Văn Đồng lúc đấy cây mới trồng chưa có lá mấy, còn bây giờ lá xum xuê xanh mướt đẹp lắm. Ngồi chờ ở sân bay. Sau khi check in xong thì chúng mình lên xe buýt để ra máy bay. Tên nhầm thì toang, đâu mẹ ra đứng đây. Tuy là không đói nhưng mà ăn cái gì ở độ cao 11 cây số nó cũng vui. Tranh thủ cũng selfie một tấm. Xa xa hình như có Tôn Ngộ Không đang sử dụng cân đầu vân anh em ạ. Thế nào mà nhìn trên trời xuống cứ như là đang xem Google Maps. Sài Gòn thời tiết ngồi cà phê ngoài vỉa hè cũng mát anh em ạ. Hà Nội thì chịu, không ngồi vỉa hè được đâu. Đoạn này là mình đi công việc cho nên là cà phê cà pháo xong là buổi trưa ra làm ngay đồi lộc cho nó ấm bụng. Thế nào lại ngồi ngay cạnh sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh anh em ạ, HOSE. Nhưng mà chắc đây là trung tâm dữ liệu thôi chứ không phải là trụ sở chính. Quán này là lẩu cá 50 ở ngay đầu đường Tô Ký, chỗ vòng xoay đây anh em ạ, mặt đường luôn nhá. Bình dân nhưng mà mình cảm thấy ngon và rẻ phết. Đây được cái xe máy đi vòng lại ở loanh quanh cái chỗ Tô Ký quận 12 này. Thì thấy đâu đâu nó cũng là nhiều cái bò né. Mình chưa ăn bò né bao giờ chứ biết là gì, tối rồi phải đi thử mới được. Kết quả là ăn cũng tạm tạm được anh em ạ. Nó giống như kiểu là bánh mì chảo ở ngoài Hà Nội ấy, thấy ai bán. Thấy có Aeon Tân Phú cũng phải xuống ngó nghiêng tí anh em ạ. Sài Gòn nắng quá anh em ạ. Chiều phải phi xuống tận Lũy Bán Bích mới có chỗ bán cái áo chống nắng hay để mua để đi mấy ngày. Sau một hồi đọc review ở trên mạng thì mình quyết định vào cái quán hải sản 399 ở đầu đường Tây Thạnh anh em ạ. Phục vụ ở đây là các chị áo đỏ ở đằng sau kia nhá. Nói chung là đồ ăn cũng tạm tạm được thì ăn xong rồi mình đi cà phê. Quán ở gần vườn hoa công nghiệp Tân Bình cho nên là ngồi ở đây cạnh luôn sân bay, cứ mấy phút lại bay qua đầu ngồi ngắm máy bay nhá. Sáng sớm thì làm tô bánh canh cá lóc ở ngay cạnh quán luôn, đối diện bên kia. Nói chung là khúc này là mình đi làm cho nên là không đi chơi được mấy, cũng không có gì để quay. Giờ xuôi Vũng Tàu nha anh em. Lên Vũng Tàu việc đầu tiên là phi ngay lên chỗ ngọn hải đăng này. Đấy, trên ngọn hải đăng đứng chụp choẹt check in được một lúc, bởi vì đây bây giờ nó là buổi chiều. Bắt đầu mình tụt xuống một tí sau là ngồi uống sữa chua này, ăn trứng gà, nhưng trứng gà mình không ăn mà ăn bánh bông lan trứng muối. Bánh bông lan trứng muối ở đây số 1. Vũng Tàu 2016, Vũng Tàu 2022. Này, ngoài kia là cái đảo khỉ, đảo chua khỉ ạ. Nhưng mà phải nước xuống cơ. Nước xuống mới ra được, mai ra rồi. Ra đó, nhưng có gì ra. Ở ngoài ấy nhiều khỉ đúng không? Tắm ở nhiều lắm đâu, nhưng mà hồi trước nhiều lắm, giờ ít rồi. Giờ chắc con chừng mở được gần 20 con á. Dạ. Ra. Nhiều lắm. Nước gần 100 con. Dạ. Mà nó ở trong chùa luôn á. Hôm nay sóng to phết nhờ. Sóng Vũng Tàu năm xưa cũng to nhỉ, to hơn sóng ở mấy nơi khác. Hôm nay nước cũng đỡ hơn này. Nước này cũng đỡ hơn mà hôm ấy. Vũng Tàu là phải tụt ngay ra biển 8 anh em ạ. Mát, trông sướng nha. Đấy, biển Tàu đẹp lắm. Nhưng mà sóng hơi to, hơi nguy hiểm nha. Sau cái vụ
Mình ở đây thì về nghe bảo là có 4-5 bạn bị sóng cuốn. Anh em muốn ăn hải sản ngon mùa rẻ ngập mồm ngập miệng mà tự làm ấy, thì chạy ngay ra chợ xóm lưới nhá. Đây là cảnh bình minh ở trên bãi sau anh em nhá. Sau khi đọc những cái địa điểm ăn uống mà ngon ở Vũng Tàu ấy, là sáng hôm nay là chúng mình xuống ngay bún chả cá Quy Nhơn. Đấy, tuần trước bát bún chả cá loại đầy đủ, nhìn ngon lành lắm, ăn thì cũng tạm tạm thôi. Thế còn cái sứa gọi thêm kia, mình thấy nó nhạt như nước ốc, trắng ra cái mẹ gì cả. Nó không bằng cái sứa gói mà bán ở siêu thị để mình về mình tự làm nộm. Sau khi ăn sáng xong thì mình di chuyển ngay đến quán cà phê Heliot ở bãi trước. Vì mình đi lòng vòng thấy cái quán này đẹp và ngồi thích. Số Vũng Tàu anh em muốn tiện đi tiện lại, tiện đi đến các nơi ấy, thì nên thuê một con Vision nhá, rẻ thôi. Toàn cảnh quán cà phê nhìn từ bên ngoài nhá, ngồi cũng ra nhìn phết. Đến giờ ăn trưa thì mình đi tìm quán cơm niêu nhà lá năm xưa mình ăn, nhưng mà hình như là chuyển rồi hoặc là người ta không kinh doanh nữa, thì mình chuyển ngay sang tìm quán cơm niêu hoa sữa. Nó đi vào cái ngõ nhỏ xíu mà chả ai nghĩ là ở trong ý có quán ăn đâu nhá. Nhưng mà đi tít vào trong thì các bạn lại thấy quán. Quán này ăn trưa thì cũng được anh em ạ. Năm xưa đi Vũng Tàu thì mình kết nhất là lẩu cá đuối út 10, cho nên năm nay là phải quyết trở lại lẩu cá đuối út 10. Đúng vẫn là số 1 nhưng mà không cái lẩu cá đuối nào địch được út 10. Ăn nó chất lượng hẳn. Quán thì rộng, khách thì đông, nhân viên thì toàn các em gọi là sinh viên, học sinh đó nhá. Ăn uống no nê rồi ta ra quảng trường bãi sau để trông vui với mọi người này. Buổi tối nước nó rút xuống cho nên là cái bãi biển nó rất rộng, tí mênh mông ở bên kia và rất nhiều người bán hàng anh em nhá. Xuống đi dạo biển, xong vào có ăn uống này thì ăn vui chơi. Dí sang mé bên này nó đỡ ướt. Tối bãi biển nó rộng vãi luôn.
đậy nhỉ. Nó vẫn sống, rồi nó mới bị mắc kẹt một chiều thôi. Không lộng đẩy nữa là chết đâu. Cá biển này. Ui. Bơi đầy luôn. Nhỏ nhỏ nhỉ. Cái này chả bỏ bắt thử. Bắt thử xem nó như thế nào. Vô xuống chắc nhiệt được. Để mình bắt thử. Quấy lên bờ này xem có con nào bị đánh giạt không. Sau theo top list mình lại đến ngay bánh canh nghệ Ngọc Lâm. Và bánh canh nghệ Ngọc Lâm nó đã chuyển nhà địa chỉ khác so với ngày xưa anh em nhé. Quán thì sạch sẽ, bánh canh nghệ thì mình gọi cái suất đặc biệt có cả thịt nghệ và thịt bề bề nói chung tất cả suất ngon nhất ở đây đó. Nhìn ngon phết. Nhưng nếu xét về độ ngon mình vẫn thấy thua một level so với một quán bánh canh vỉa hè không tên tuổi lắm ở đầu đường Tô Ký, quận 12, Hồ Chí Minh. Nó nằm đối diện với cả quán bò né mặt đường ở các cái trường gì đại học hay cao đẳng gì. Vũng Tàu có con đường hoa giấy đẹp quá cho nên là sau khi ăn sáng xong cũng tranh thủ có tí nắng là ra chụp đẹp tí cho ảnh cho nó đẹp. Tiện chưa về qua đường Trần Công Định thì vào ăn lẩu cá đuối ở Hoàng Minh. Hoàng Minh nó cũng là lâu đời như kiểu út rồi, thì cứ vào thử xem hôm nay có cải thiện hay không. Nhưng mà vào đây mình nghĩ ăn lẩu cá đuối lắm quá này. Cho nên là mình sẽ gọi cộng hồ tay xào rau muống, một trứng chiên nước mắm và bánh tôm hấp hay gì đấy. Ăn cơm cho chắc dạ, chiều còn đi chơi tiếp. Tranh thủ về nghỉ trưa thì cho mát, chiều mình còn đi lên đồi con heo. Đây là toàn cảnh đồi con heo cho mọi người biết nha. Đi lòng vòng có 220 Phan Chu Trinh ấy. Lòng vòng lên núi thì đi xe máy thì được nhưng mà nó rất nhiều đá răm trượt lắm. Thế còn nhiều gió cực kỳ luôn. Đây mọi người, người ta làm cái quay đây cho chống ngã này. Đấy. Mọi người lên đây chụp ảnh đẹp. Đứng ở đây chụp sống ngã, mọi người trên chỗ kia chụp đấy. Đấy chọn view biển chụp đẹp. Thế thôi, đồ con heo chẳng có gì, chỉ có lên đây chụp ảnh tự sướng các kiểu thôi nha. Chụp ở đồi con heo là anh em chú ý là đừng có đi muộn quá nhá. Mình đi lúc đi về rồi thấy sẩm tối rồi mới thấy mấy bạn phi lên ảnh nó không đẹp đâu, tối quá. Mẹ đúng là đi chỉ có ăn mới chơi thôi. Đồi con heo tụt xuống vào ngay quán Bảy Giai ở 29A Nguyễn Trường Độ nhá. Cố gắng đi mỗi quán một lần, đi một quán trùng quá thì nó không hay. Nói chung là ở đây các quán thì nó cũng na ná nhau, nhưng mà phải đánh giá thật lòng là không thể địch được cái quán Út 10. Quán này ăn cũng chỉ ăn tạm thôi nhá anh em nhé. Thank you.
Con này là cá gì ấy? Này, con sứa khổng lồ này. Mẹ con sứa khổng lồ này bán mà bán 5 lộm được gối thiệt này. Ui mẹ, cái dép này. Dép để bên cạnh này. Ui, nhìn này, nó đặc, đặc toàn thịt luôn này. Lượn lờ ra miệng chống mát thì thấy ngay em sứa này. Thèm lộm sứa thế. À, mỗi cái này, một cái góc nhỏ nhỏ này bán được 30, 60, 90. Mấy trăm này. Làm nào vẩy nó ra chỗ nước à? Nước nó vừa rút ra khỏi đây được mấy chục phút mà. Ui nặng lắm. Nhớ cái kỷ niệm là 6 năm về trước là 2016-2022 thì mình sáng hôm nay là quất ngay bánh khọt của ba Vũng Tàu, chụp luôn cái ảnh giống như ngày xưa anh em thẩm hộ mình nhá. Bánh khọt thì vị vẫn ngon như xưa, ăn thì ok. Một hồi là chơi bời cà phê cà pháo thì buổi trưa mình quyết định sẽ là đi ăn. Quán này có tên là Lệ Ghẹ, mình đi ngẫu nhiên chứ không theo cái bạn nào viết ở trên mạng cả. Và quán này mình thấy hay. Địa chỉ là số 8 Minh Tiên Hoàng. Giá ghẹ thì có thể là cao hơn ở chợ một xíu, nhưng mà người ta sẽ là thêm mấy chục nữa, người ta hấp, người ta làm đồ hết cho mình ngon lành luôn. Ăn không hết mình mang về. Mình làm chỗ này ăn phải tính ra là hai người ăn được hai nửa, tức là ăn tuét rồi loe ra hết một nửa mang về chiều ăn tiếp, ngon chất vãi luôn rồi. Ăn no nê ghẹ rồi thì mình phải phóng xe về. Trên đường về khách sạn thì mình chạy qua là bánh bông lan gốc cột điện, thì năm xưa mình cũng ăn ở quán này rồi, và năm nay thì mình thấy quán nó đầu tư nhà cửa các thứ là sạch sẽ, bán hàng chuyên nghiệp. Thế nhưng mà với cái mồm ăn của mình phải khẳng định là quán này là số 2, thì quán Cô Tiên là số 1, quán ở trên ngọn Hải Đăng ấy. Chứ không phải là không ai dám nhận số 1 đâu. Quán này thương hiệu là chính thôi, mình ăn không thể bằng được quán kia. Nghỉ trưa cho điều hòa mát lạnh rồi ấy. Thế bắt đầu chiều chiều mới dậy ăn nốt ốc với ghẹ là phóng xe máy lên ngọn Hải Đăng. Hôm đầu lên bằng ô tô là các bạn đừng lên bằng ô tô. Thứ nhất lên bằng ô tô đi rất là ghê, và thứ hai là không chơi được một cái gì cả, không ngắm cảnh được một cái gì cả. Các bạn hãy đi bằng xe máy, thích ở đâu dừng ở đấy, nó tuyệt vời, chụp ảnh hay lắm. Nó mới cảm nhận được cái thiên nhiên, đường thoáng mát sạch, đi xe máy sướng lắm, kể cả đi lên kể cả đi xuống.
chưa? Ừ, hết đường. Đúng lại. Tụt xuống ngọn hải đăng là ra ngay cái bờ kè ở bờ biển anh em ạ. Ngồi đây nó mát, nó sướng mà chụp ảnh nó cũng đẹp. Nhân tiện là làm phát chụp choẹt cho nó có cái để đăng. Chụp xong rồi thì cũng là lúc trời nó vừa gọi là sẩm tối. Thì là lên ngay cái quán nướng, gọi là nướng gì? Đà Lạt. Ở ngay bờ kè đấy thôi. View đẹp, ngồi thích. Quán này nướng cũng ngon phết nha anh em. Cứ đi vào tầm chiều chiều tụt ngọn hải đăng xuống là đi phết đấy. Tối về lại ra bãi sau dạo biển thôi anh em. Thế là hôm sau là mình xin bye bye khách sạn. Anh em mua vé tàu thì đi tàu cánh ngầm ấy, thì nhớ mua vé trước nha, cho nó chủ động. Như mình đợt đấy đi là nó mới Covid nó mới hết ấy. Thế là chuyến tàu nó ít lắm, có khi 1-2 ngày nó mới có một chuyến cơ. Đây là mình đang ngồi ở quán cà phê ở chỗ bến tàu anh em ạ. Giờ tàu ngồi nó mát, bao giờ tàu gọi lên thì lên. Đợt này đi có cái quán Cô Nên đóng cửa mất rồi anh em ạ. Tiếc quá, quán này nấu ăn ngon. Thích nhất là bạch tuộc nướng, mực trứng chiên nước mắm, canh, nói chung là cơm canh của nó. Của quán cô ấy ngon quá, cô mà không mở quán phí quá cô ạ. Tàu đến rồi anh em ạ. Nói chung là tàu này nó đi nó cũng dập dềnh say như say xe anh em ạ. Nó lại còn có tiếng máy nó u nữa, đinh tai lắm. Nhà tàu còn chuẩn bị cả túi nôn cho anh em đây này. Anh em nào mà hay nôn nhá, mở ra phịch vào luôn nhá. Goodbye Vũng Tàu nhá. Hẹn 10 năm nữa quay lại nhá. Mình còn đi nhiều nơi khác nữa. Sài Gòn quận 7 rồi anh em ạ. Ngồi uống cà phê ở cái The Coffee House rồi mình mệt hết cả người. Gì mà cà phê lại phải xếp hàng, lại còn phải tự đi lấy, lại còn đắt. Ngồi trả sướng hay cả, trả bằng những quán cà phê khác. Mình thì chỉ vào một lần thôi, lần sau mình vào những quán cà phê nhỏ nhỏ lại còn hay hơn. Còn đây là trải nghiệm đi phà Cát Lái anh em ạ. Mình qua nhà người thân để chơi một ngày. Còn đây là cái Crest Sandmill ở quận 7 anh em ạ. Gì mà 10 giờ sáng mới mở cửa không biết, mình đến sớm, đứng mỏi cả cổ. Sài Gòn ngồi các quán cà phê vẫn thích nhất anh em ạ. Chiều chiều tối tối là đi ngồi nghịch điện thoại mát lẹm. Chơi thế đủ rồi, về đi cày thôi anh em ạ. Chúng mình lên taxi để ra sân bay đây. Lên xe buýt sân bay để ra máy bay nào. Mình đi Vietjet thì lần nào cũng đúng giờ. Chả biết anh em đi nhiều quá hay sao mà cứ kêu ồ ồ. Thank you.
dân tộc đi máy bay nên lần nào cũng phải chọn cái ghế cửa sổ để ngó ngó xuống anh em ạ. Xin chào tạm biệt Sài Gòn, xin chào tạm biệt Đồng Nai, xin chào tạm biệt Vũng Tàu 2022, hẹn gặp lại nha.